بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمو إسلام جدي كروب ربعان نخلو نجوب ميدا يجن جوم مدال ميرين تي حق سبون الباب الرابع والستون باب ما جاء في الإقسام على الله. جانو خنون باب تي حق سبون دا كشيخ رحمه الله شي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد دا جملان جيغ باب نيتا باب دا نيجي ام بي نيقدال الإقسام على الله من إذا سبط تولو الله تها الله سبحانه وتعالى من ما أفهم بونا إنه الله سبحانه وتعالى من ما أفهم بونا إنه الله سبحانه وتعالى من أوي إنه إنه جو شرقة جلكات نجن نعنا هاي ني يي بيئني دوي أم نود دوي ساتة كلون كي جينة لتفع مع الإبادات هاي كين بقول đợtây đại quật miền cả phía bờ hai rừng quật phở mạng xiết hay quật từ ẩm nuốt nhị dây tha Allah mê đi tha quật nhị dây đòi ẩm nuốt luôn ai nhá tha Allah subhanahu wa ta'ala đại khát mình mà áp ẩm bồn ai nhận đi nhận nụ tê nhưng chẳng biết được ở đi vì cái gì bịa đài khóc con vì cái gì bịa đài ác sát thọ từ chụp của Allah Subhanahu wa Taala vì pro Allah Subhanahu wa Taala chỉ mới cha đài maha anh sơn lan maha rahmat prapranay từ lời nhóm bậc quan nhưng chẳng Allah Subhanahu wa Taala mới cha với away miễn sức nô không cả mà phong bồn từ lời nhóm quạt nào môi để trung mình chia tay na chẳng nên cứ chia riêng robot Allah Subhanahu wa Taala riêng mình ai đã nơi cái hàng thang cái tập kênh nào môi từ lời Allah Subhanahu wa Taala đòi riêng thì gì tha nhóm sum smart nhóm hiền smart chung bộ Allah tha Allah mình mà áp ông bồn ao nhận đi nhận nụ tê chứng ca để gì được này vì cứ chỉ bậc cả để nuông ao dương khó là thuần thấu để nuông ao Allah Subhanahu wa Taala bỏ nơi âm mạo là bao nhiêu đôi chỉ hadis để Sheikh Rahimahullah ban lựa chọn nơi hadis của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nó không bao bì đài nhà trên mình bật جنوخ نمبر بيك شيخ بن لك يوك نو حديث رباح نبيين صلى الله عليه وسلم دابا ريكا أمبي صحبة عن جندب بن عبد الله ريكا جندب بفتح الدال ويجوز الضم دوكني كي قد ما ريكا تها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من برسالتها قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم جنو خنوم حدث نه كجندب بن عبد الله كجيه صحابه ربه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بان نيجي تها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان مين برسات ها مين بوره ام بي امت مون مون موي ري موي نيه ده قد بان نيجي تها والله نيوم سم سمات جبو الله نيوم هين سمات جبو الله تها Allah mình mà áp ông bôn ao phu lan nè đi nè đi thế nè
chăng quật hiện a cắt quật khla han nô khnông ca a cắt từ lơ rương rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala chăng quật tha wallahi quật hiện sbot tha quật hiện sbot cho phụ Allah tha la yaghfirullahu li fulan đạch khát bất bất cọt Allah mân mà áp ông bôn áo nợ nên như thế nhé chẳng Allah subhanahu wa ta'ala bán như dây tôi càng kề bình thá hả thì này là bị bằng bạn thá mân dà lạ dì yà ta alla alaya alla aqfira li fulan nẹ nà đàl chì nẹ hiên mộc a cạp nà mộc hiên sbọt mộc chùm bù dương tha dương mân a phê tu ai nà đi ai nà nụ chẳng Allah ta dây chẳng inni qad ghafartu lahu put prakat nah jeung Allah ban maaf ampun aoy ke ruj ta hai ngono injeung doisa tae piak samdai borah maneak dae nige tha Allah daich khat khnyom hien sbot ning Allah Allah man maaf ampun aoy kuat te doisa tae piak samdai ke nige injeung ke mul haet muoy da Allah subhanahu wa ta'ala ban maaf ampun aoy bokol ning bokol dael dael đại kê tha tha Allah ở mà phải quan nè nè hai Allah số mà ban như vậy tha wa ahbab tu amalaka hai dương bạn bỏ nữ amal tùng vư là ở bà này anh bà này nè nè đây này dây bánh mình nè nè đây này dây tha Allah mình mà áp ông bôn ơi ơi nè đi ở đây nè ya Allah chương nó không hadith nè của mùa Islam chỉ thị rập án cố thân ạ đây kalima bịa ra bao nhiêu đại dương gì dạ dạ chân nó không hành thì đây cứ chọn bằng hai nhầm pi cố thân ạ đây bịa sầm đây ra bao nhiêu nó bịa đại dương gì dây đào dương mình đăng nó hộp cổng nè tất cả đi về phơi Allah subhanahu wa ta'ala bỏ rol amal ra bao nhiêu lục bầm plan nơi tùng vơ là o ra bao nhiêu đời dài dương gì dây tháng Allah subhanahu wa ta'ala đạch khát nhóm hiên sbọt chung phụ Allah Allah mình mà áp ông bôn ai nạn đi Allah mình mà áp ông bôn ai nạn đu Allah đạch khát mình ai nạn đi nạn đu chô chô rửa chân dương này dễ được chứ nó cứ chỉ cả su adab cứ chỉ ạ sơ ạ sơ chiêu thọ mà nè thá dương ạ miên adab chung phụ Allah subhanahu wa ta'ala vì bố Allah subhanahu wa ta'ala khá miên nà mà nè ai mà ham khuất Allah subhanahu wa ta'ala nou khnong kaich ka robas Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'af ampon ao chopuh khnyom robas trong neak na dai trong chong Allah subhanahu wa ta'ala hidayah te chopuh khnyom robas trong neak na dai trong men chetana na injeung teung os ni yahdi ma yasha wa yudillu ma yasha we ki chi rueng robas Allah subhanahu wa ta'ala jeung man aich mok akat hien sambot tha Allah subhanahu wa ta'ala mình mà áp ông bốn ở nhà này Allah subhanahu wa ta'ala mình ở nhà này chú thàn su giả mùi bàn tay đối với hành tích Nabi sallallahu alaihi wa sallam mà lực làng ở mấy ní việc như chì hành tích mùi đò thông bằng phát đài ở dương ở khí bằng bài dân ông bì ca nì dây nâu ca lì mà bịa đài nôm ở bạc bòl tự đón cô chùm nơ tài rồi bỏ hiểu dạ hình chứng hành tích này bàn bài dạy bà ta Allah ta nẹ nà mò hiền mò sbot đại nhà a cắt mồ lơ sạch rừng sứt bỏ dương nó không cả a phơi tu ở nè ở nè nhưng chứ Allah dương inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka đây sao được biết sân đây rồi bỏ bộc lộ hai phơi Allah subhanahu wa ta'ala bỏ nữ lúc bom phai nè amal bỏ qua đó hai Allah subhanahu wa ta'ala mà áp ông bồn ấy bồ rõ rồi bồ côn đại kỳ mượn nghỉ đại kỳ thả Allah ăn mà áp ấy quát ở mạnh mình đó nhưng chẳng hãy phụ mô Islam chỉ tìm của Rập Án châu dương nó có khi này chi viên ông bì khả ô dục mới hả ô dục mới hay thả ông nuốt đôi xa dương miền tùng vừa là o đôi xa khi như đã thua ảm ảnh ibadat đôi xa dương chỉ nạ đại gà hà thả bảo càng chọc chuôn tòi mọc dường khơi phụ mô Islam dường mùi chúng đuôn đại quạt
ឬក៏ធ្វើម៉ាស៊ីតណាអញ្ចឹងយើងបែរទៅជាអំនួតទៅលើខ្លួនឯងហើយយើងហ៊ានលើកយកនៅបែបនេះមកចង់បង្ហាញអំពីថាការអ៊ីកសាមការអ៊ីលហាលីហ្វការសម្បត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនមិនអាប់អូនអោយនេះមិនមិនអាប់អូនអោយនោះនោះវាគឺជាប្រការដែលមំនូអ៊ុនវ៉ហារ៉ាមវ៉មុខិលលុនបិលអាកីដាក៏ប៉ុន្តែការសម្បត់ ប្រភេទនេះគឺមានបែងចែកទៅជាពីរប្រការទីមួយគឺអ៊ីកសាមទៅលើប្រការដែលអាក្រក់ដែលហាឌីសបានលើកឡើងអំបញ្ញវិញគឺអ្នកណាឲ្យដែលគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះគាត់ហ៊ានស្បត់នឹងអល់ឡោះថាអល់ឡោះមិនអាប់អូនអត់នេះអល់ឡោះមិនអោយអ្នកនេះនោះចូលឋានសួគ៌អានឹងគឺជាការអ៊ីកសាមការស្បត់មួយដែល គេឲ្យឈ្មោះថាប្រហឿនទៅលើកិច្ចការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយវាគឺជាការសួលអាដាប់ណាខ្វះស៊ីជីវធម៌ខ្វះការគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងធ្វើអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាគឺជារឿងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានយើងមិនអាចដាក់កម្រិតកំហិតណាមួយទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានទេយ៉ានឹងគឺហារ៉ាមយើងមិនអាចនិយាយច្រើនទេហើយភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាគឺនាំឲ្យអល់ឡោះស
النوع الثاني من الإقسام على الله كحسن الظن مديتها كسمات جبو الله سبحانه وتعالى خنون ني كد لأو سنساي لأو سنتان لأو تجبو الله سبحانه وتعالى أنو كجي بركة دائل من مين بانيها دي مين حرص أو ين كدها إن شاء الله يعني خيوم سنكم تا الله سبحانه وتعالى نن ما أفن بون أوي الله سبحانه وتعالى نن أوي نأ جو شرقا من نهيين حسن الظن ببروه حديث كد لأو جبو الله سبحانه وتعالى ببروه نقنو حديث نبي صلى الله عليه وسلم بعد من جاءتها وقد جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره يا جن خو حديث نبي بعد من جاءتها نخنون جمنام يوم رب الله سبحانه وتعالى مجمنون بسن جي قوات سمات جبو الله سبحانه وتعالى قد سم دعا جبو الله سبحانه وتعالى نون كا نون نيل او قد جي جي جبو الله سبحانه وتعالى كي الله سبحانه وتعالى تطوك يوك نكا سم دعا رب قوات نجن باب ني كي جاك مهان يوم بي كا سن نتان لأو جبو الله سبحانه وتعالى انن كي اتبان يهاتي ري اي اوي دايل نبي صلى الله عليه وسلم بان برابنا خنو حدي ني كي نعدال يتألى يعني يحلف على الله مسبات جبو الله هير مسبات جبو الله تا الله من معفو بون على ني تا الله من معفو بون على نو كان يي داي ام نوت داي كي ها تعجب تعجب خلون اين داي خلون سات نو لو بركا عبادت نا موي هاي يين ني يي يان نو نو وي كي جي بركا داي ترو بان نبي محمد صلى الله عليه وسلم برأنا حديث ini كي حرام يعني ممنوع ترو بان حام قوات من او يين ني يي دي شان دي يين كران تاي ناي نوام قوات نا بلو لأو نح تون رم لك قوات ني يي بي لأو سمراب قوات سن كم تا الله سبحانه وتعالى بدل هداية دا قوات ني يين من آي تك فو بي داي او لح بي نو بي نو بان تي نين كي នេះគឺជាប្រភេទទាំងពីរនៃការអលអ៊ីកសាមីអាឡឡោះយោឈីខដលកឌីតយោណូចាំចាប់ចាប់មេរៀនចាំលិនឆ្លើយតបឬក៏មើលខមមិនរបស់ទួនយោហើយនៅក្នុងហាឌីសរបស់អប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់បាននិយាយថាអានលកាអ៊ីលរ៉ាជូលុនអាប៊ីដយោអញ្ចឹងបុរស
دال بان دي جي يان دي شنانو دال دي جي تا الله سبحانه وتعالى نيوم هين سبات جبو الله دي كان الله من ما عفن بون اي نديه نديه تينا كي نك دال دي جي نو كي رجلون عابد من دي تا بقول دال عابد نك دي تا قوات دن قوات جه ធ្វើ عمل عبادات គាត់ ធ្វើ عمل عبادات ខ្លួន ឯង គាត់ ប៉ុន្តែ គាត់ មិន មែន ជា អ្នក ដែល ចេះ ដឹង ទេ គេថា ខុស គ្នា រវាង អ្នក عالم عالم គឺ អ្នក ចេះ ដឹង ហុគម ច្បាប់ របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជាមួយ នឹង ការ អនុវត្ត ទៅ តាម អ្វី ដែល គាត់ ចេះ ដឹង រីកា عابد عابد នឹង អ្នក ដែល ធ្វើ عمل عبادات ដោយ គ្មាន ចំណេះ ដឹង គាត់ ដឹង តែ ពី ធ្វើ عمل عبادات ធ្វើ ធ្វើ ប៉ុន្តែ គាត់ អត់ មាន ចំណេះ ដឹង អញ្ចឹង វាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគាត់អត់មានចំណេះដឹងហោអញ្ចឹងបុរសអលកាអ៊ីលអ្នកដែលបាននិយាយថាខ្ញុំស្បត់វល្លោះវល្លោះអាឡាយ៉ាហ្វីរូឡាយ៉ាហ្វីរូឡាយ៉ាហ្វីរូឡោះលីហ្វូឡានណាដូចហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយមិញដូចគាត់អត់គិតជាអ្នកអាបិតយ៉ាហើយអបូហ្រៃរ៉ាបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលីម៉ាគាត់បាននិយាយនៅ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. جن في كروتنا ربوبي في اسمدي لكوني تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يعني أهلكت دنياه وآخرته. អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ណាគឺនាំឲ្យបតាល់ទាំងអស់មានន័យថាវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ឌុនយ៉ារបស់គាត់ហើយនឹងអាខិរ៉ាតរបស់គាត់ផលបុណ្យរបស់គាត់ឲ្យគាត់ខំសាងមកដោយសារតែគាត់និយាយដោយអំនួតនិយាយដោយហៅថាលើកខ្លួនឯងមើលទៅអស់ចាដោយសារតែគាត់មានបុត្រស័ក្តិដោយសារតែគាត់មានឋានៈហើយអញ្ចឹងមើលទៅលើអ្នកដទៃដោយអំនួតហ៊ានអាកាត់ ទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាថាអល់ឡោះមិនឲ្យដាក់ដូចនៅក្នុងជួសុរហ្គាអល់ឡោះមិនហ៊ីដាយ៉ាណានេះអល់ឡោះមិនហ៊ីដាយ៉ាណានោះជាងទាំងអស់នេះវាគឺជាពាក្យដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលវាធ្លាក់ទៅក្នុងគេហៅថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គូជំនឿទៅហេតុដល់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាយ៉ាហើយនាំឲ្យយើងនាំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាមូលហេតុដែលអល់
Cek pemu Islam jadi Quran. Ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini uji potang dan bayi ayun untuk ni mereka perubahan cewing ompi kan dijai nupi semday nak dail mentram teru ku dijeng cewing pipro tam dijai nupi semday ni kita ayun untuk ni khat bang relay winia binasa nai tiang dunia dan akhirat. Oh. Faqala Allah jang hadis ni kiran ba selai tu hai makna al ta'alla bi makna yahlif wal aliyah hiya al halif ya duci jang makna aliyah ke makna ka sebat ha duci no knong bentu rob Allah subhanahu taala lil ladina yu'luna min nisaihim wa makna yu'lun ai yahlifun ya bahasa Arab yahlif yu'lun la ini ke bi makna yahlifun ha njang yang dengar tha Allah Subhanahu taala ban mencano hadis nu tha inni qad ghafartu lahu yani yaghfiru dhunub jeung yang dengar tha qe ka tang oh vi ki chi qe ka roba Allah Subhanahu wa taala yo ka maaf ampon oi na ni ka aphai to oi na nu vi ki chi sit amnaj roba Allah Subhanahu wa taala chương chương mình à cắt cắt bắt đai hiền sum bọt từ lời sạch rương từ ngọn núi đây vì chỉ sạch rương chỉ sứt năm nay được bỏ lo sụp hàng một là nó không nong cam áp phong phồn ở khi mà bỏ con nó tệ nhá vì bùa rạch mắt cái đây mít ta rạch bên này ở bỏ lo sụp hàng một là tây chụp bùa khi nhóm mà bỏ trung nó cứ mà hà thông thê mà hà từ lùng từ lấy nè nhá chứ đôi hạt đi nabi sallallahu alaihi wasallam ban rica chỉ tranh tới chụp bùa nè đại
ام نوت رك نجي داوي نوت تا الله سبحانه وتعالى من عفوا بون ở đây ở đây nô à chẳng nó thay kia Allah سبحانه وتعالى سوتو كي وين تا تسوتي ان تحضر رحمتي تا نيا مين لا تبي ابن خنون كا هام كوات رحمت داي مي تا كارنا ربه يين من ở mà áp phong bồn ở đây luôn mình đi cái kia mình ai tới rồi biết cái kia cái ca rồi bảo Allah Subhanahu Taala anh chẳng đây sao để bịa xong đây rồi bảo nè nó buồn mặn luôn để nó bảo Allah Subhanahu Taala yok nè tôi đã narka họ chẳng hạn đi là bị ban bị chuyện gì chả nó không sợ được rồi này họ chẳng hạn ban nó không hạn đi là bị sallallahu alaihi wasallam ban ở dương ở này yok cho tôi đã nó không tha dương mình niệm nè kim mơ từ lơ lắc gió trong cầu الأعمال بالخواتيم دي من أمنا كي مر تلا يهات تي بن جاب أربعة يوم جون كان بقول نو كي جي بقول دال يهات بركان شوك شون ثو أعمال إبادة سان أم بير لا كا بن تاي نه تي بن جاب أربعة قات باي تجي خلاي تجي مرتاد جن يبي أم إسلام nơi trong cầu này 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 ti trong cầu này ở cả trong cầu là bà con nó bay tới chia là khai tới chia này để muốn tập trên những biểu của mọi Islam hay các bạn Islam nó nóng sát na cầu biểu mọi Islam anh nói về cuộc thế nào nhớ đấy hay đại khai tiên có thất lưu lưu bậc cả cô phu cùng ba bậc cam cùng họ cô các bạn tại cầu mong Allah Subhanahu Taala ban hidayah ai còn khai tới chuyện này đại miễn ở các nông nông cả tàu bát vừa tàu lọp mò rộp bơ lo sang là bơ lo phê xôm ông bị lo ở phê tu ở quạt quạt nở du sa để ba bậc cam còn ngô hay quạt bàn sang ông bơ lo hai tí bên chợ bọc quạt có lọ mấy này là hút nó khó thì mà chính quạt tụt ban đầu cá mà áp phẩm bồn bị Allah subhanahu taala muốn nâng sự đầy sao rồi bà con chứ có khai tới chứ nè lo anh ấy chứ dương mình ai cái hạt hà ẩm nuốt rồi có mưa nghi tới chung pu mua Islam dương là mui rồi có bọc cô là mình nè cứ dương mình ai akat đại nhà thanh này chỉ ahli chỗ narka giờ nào bạn thấy ví dụ cạnh ca khawa tim này ti bình trăm rồi bỏ qua cứ dương ở đằng thế miền tây Allah Subhanahu Wa Taala chỉ mình chạy từ mình khuất chương chương mình ai a cắt từ lơ sợi rồi còn bạn thấy dương miền sức trâm tái nasi hát đặt tên bằng hai nhục lâu lo sầm rạp quát ai xong tụi áp bị Allah Subhanahu Wa Taala ở bàn từ tu nội hidayah bị Allah Subhanahu Wa Taala ai quát bỏ băng cho nội bậc cả nu cọ nu hay quạt vương tờ lọ mò tất cả đại lọ vĩnh anh nắng bởi vì trong khơi quạt trên đại lọ dương mình ai mơn người quạt hô pi ở vậy đại sơn sài làm bàn ham khoan bàn thể hay đi ai luôn dương đại bàn thất nô lừa mi kia được tâm trâu thất nô lừa cô chùm nơi được tâm trâu thất nô không chùm nào nhận đại phơ lọ sang amal nó ibadat sembahyang buh bang shop shun ni ke yang som doa bi Allah Subhanahu Wa Taala ao yang ban sthat no leu mie ki nang rohot da ti bencah mana ao yang ban sthat no leu mie ki siratul mustaqim ihdinas siratul mustaqim ya Allah jeung ol bang han dal hidayah ban thaim ban thaim hai ban thaim tiet ao yang ban sthat no leu phlau nang rohot da ti bencah nai kalimah chong krai robas yeung chung ka yeung mon dang te pi pu tha hadith nabi sallallahu alaihi wasallam bạn mình chuyện gì chưa ra nó không hạn chế nó cứ lên mình bàn lực làm một tí đi còn là thằng về miền hạn chế và bạn mình chuyện ha nhẹ khá đi là bi là bạn chuyện in hai đứa cùng là dạ mà lùi bị ai mà đi ahli jenna hatta ma yakun bainahu bainaha ila zira'na nè hạn chế nó cứ đang nhẹ khá thưa amal ahli jenna đó hay ahli surga đó hay anh chính quạt nó sau ta mà chừng a mà hát cái đi đào surga ha đó bạn bài tới chỉ tập lập tới phơi amal như hạt hàng tung vơ rồi bảo ahli narka hãy slap nó không tung vơ nu chứng quạt châu nó không narka anh ấy bạn nhớ hãy đặt là quạt
phơ à mà tung vơ rồi bỏ tung tung vơ à li nở cả mà sau đó mình tích tiền cho nở cả mẹ nè thà phải yết bị quả lệ hơn kitab các bạn đại đệ sa nô tin nu mẹ nè thà cả có đó nô khôn ilmu của Allah subhanahu wa ta'ala ban kamnat mok kot ban bat talab tu tver nou tung vue lo veng tung vue ahli surga tu veng tau bat sang nou ampeu lo nou chivit chong krai robas kot hai kot ko ban slap nou knong husnul khatimah anjeng fa yadkhulu yadkhulul jannah kot ban chul surga tu veng dochne fal a'mal bil khawatim wal madar ala taubah as-sadiqah متى حصلت التوبة الصادقة حصلت المغفرة مهما كانت الذنوب والخطايا والسيئات جاي يدعي هاي تا دارنا قوات من أوكه نخنون كسر بيب تو كم هرب قوات تبت جبوا الله سبحانه وتعالى بتوكل بجعل نه كي قوات تطول بان إن شاء الله ما أفون بي الله سبحانه وتعالى بتو بيجي قوات من ما بكم جاني أنا كناوي សេងពីប្រការជ្រិកជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមបីតែប្រការជ្រិកក៏ដោយបើគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការតោបត់សូមបំភៃទោះអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺអ៊ីនស៊ាអល់ឡោះអល់ឡោះទទួលយកនៅការសុំដុអារបស់គាត់នៅការសារភាពទោះរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទទួលបាននៅកម្មអហ្វបូនពីអល់ឡោះគាត់នឹងទទួលបានឋានសួគ៌ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយ៉ាដូច្នេះគុំអ៊ីស្លាមជាទីគោរពបាន នៅក្នុងហាឌីសនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារក្សានៅអលីសានដារបស់យើងពីព្រោះថាវាជាខតរគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការនិយាយពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាខឹងណាហើយអល់ឡោះស្រដាក់ទោសវលអ៊ីយ៉ាស៊ូប៊ីឡាចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី64ពេលនេះគឺ មានហាឌីសតែចំនួនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអ៊ីនស៊ាអល់ឡោះនៅក្នុងបើក្រោយយើងចូលមកដល់មេរៀនទី 65 អ៊ីនស៊ាអល់ឡោះជួបគ្នានៅពេលមេរៀនក្រោយថាហ្សាប៊ីលតោហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ្សុបហានាឡ្លោះ